Ok, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình là Lucy. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm một tựa game kinh dị có tên là Có thứ gì đó ở trong giếng. Ok, để chúng ta bắt đầu luôn nhé. Ồ, đây là bật đèn ngoài sân này. Đây là bật đèn ngoài sân này. Đây là... Ui! Chúng ta có kính nhìn đêm các bạn ạ. Không có đèn pin nhưng mà lại có kính kính nhìn đêm. Sao tự nhiên lại bị teleport đến một chỗ khác rồi? Đây là phòng tắm này. Chắc là chúng ta sẽ chỉ có kiểu một vài thời gian để kiểu một lúc để có thể đi kiểm tra quanh ngôi nhà này thôi. Ôi, à đây con chó các bạn ạ, đây là chó chó chó. Và đèn ngoài sân. Ôi, tôi không đi ra ngoài đấy đâu. Ôi, có con gì nó vừa đi qua cửa sổ các bạn ơi. Như kiểu quái vật hay sao các bạn ạ? À, bây giờ là kiểu mất hết điện ở trong nhà rồi nhá. Cũng không nghe thấy tiếng Ôi, tôi chết rồi, em chó của mình đi ra ngoài rồi. Em chó của mình đi ra ngoài rồi các bạn ạ. Chúng ta nên đi đằng này hay đằng kia nhỉ? Mình nghĩ là chúng ta nên đi đằng này các bạn ạ. Chết rồi, chúng ta phải đi tìm em chó. Em chó chạy ra ngoài mất rồi. Không biết là cái kính nhìn đêm có thời lượng pin ở trên cùng kìa. Các bạn thấy ở trên góc bên trái trên cùng nó có ghi thời lượng pin. À đây chúng ta có hàng rào này. Đây là cái xe ô tô của chúng ta này. Tôi không thể đi nếu mà chưa tìm thấy Molly. Molly có thể là em chó các bạn ạ. Ui, có thứ gì đó đã phá hủy cái hộp điện. Mình cảm giác như kiểu có ai đó đang đang đi ở phía đằng sau lưng mình, có hai tiếng chân các bạn ạ. Chính xác chúng ta có một cái đèn pin thì tốt hơn. Vòng cổ của Molly. Ôi! Chết rồi, chúng ta leo xuống dưới cái giếng này. Sao dưới giếng này lại nhiều đường hầm mật đạo thế nhỉ? Hy vọng là em chó không bị làm sao các bạn ạ. Đấy, các bạn có nghe thấy tiếng đấy không? Có cái tiếng bước chân. Đây là chúng ta đã đi ra được khỏi cái khu dưới đấy rồi. Ồ, đây là một kiểu cái nhà thờ cổ các bạn này. Chết rồi.
Hình như kia là em chó của mình các bạn ạ. Đứa nào ăn mất em chó của mình rồi. Bọn này man rợ thế nhỉ. Tiếng gì đấy nhá. Hóa ra đấy là cái tiếng chân mà mình nghe thấy các bạn ạ. Chúng ta phải quay lại cái giếng à. Chúng ta phải quay lại cái giếng các bạn. Ui. 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 Không có cảnh sát nào được tìm thấy. Cảnh sát đã tìm thấy cái máy quay này vào ngày 21 tháng 7 năm 1983. Ui, vậy là chúng ta bị con quái vật đấy ăn thịt các bạn ạ. Bốn chân năm rồi các bạn. Trên năm tượng chó rồi. Ôi. Cái con kia lại đuổi mình hay sao ấy. Đây, 5 trên 5 tượng chó rồi các bạn. Xong chúng ta sẽ vào đây à? Hay chúng ta đi vòng quanh à? Mình không nghĩ là chúng ta đi vòng quanh được đâu. À, chúng ta đi vòng quanh được này. Ồ, không có gì ở xung quanh cả. Mọi người vào đây các bạn ạ. Để mình đi ra ngoài mình xem. Bởi vì ở cái tựa game bóng tối phủ lên quốc lộ 80 ấy, nó sẽ có một cái ê, như kiểu một cái đèn hiệu ấy, để chúng ta có thể biết được là có một cái ban thờ ở đâu đấy. Nhặt được 5 cái tượng chó này chắc chắn nó sẽ phải có một cái tác dụng gì đấy, chẳng hạn như là đặt lên một cái ban thờ. Để mình xem đã, để mình xem đã. Có thể là phải đặt lên đây này. Sáu trên năm tượng chó, tại sao lại vậy? Ừ, tại sao lại thế nhở? Mình nhặt được 6/5 tượng chó rồi. Mục đích của cái tượng chó đấy để làm gì nhở? Chúng ta lại đi xuống đây. Lại vẫn là cái này. Bây giờ đi lên thì chắc chắn con quái vật nó đang đợi chúng ta. Đó. Vậy chúng ta không đi. Tôi chết rồi. Ui. Lần này chúng ta cứ cắm đầu chạy thôi nhá. À. Ơ, 7/5 tượng chó. Ui giời.
cái gì đấy? Ơ con chó của mình đấy. Cảm ơn vì đã luôn chăm sóc cho tôi nhé, con người. Bây giờ thì tôi sẽ chăm sóc bạn. Ây à, hóa ra chó của mình là người ngoài hành tinh các bạn ạ. Chó của mình là người ngoài hành tinh. Cứu mình khỏi cái con quái vật kia. À, buồn cười nhờ. Ok. Đây nó là happy ending rồi. Hãy đi nào, ây à. Và bạn đã đi tới hành tinh của các loài, của loài chó. Và sống hạnh phúc mãi về sau. Game ngớ ngẩn quá các bạn ạ. Ok, vậy là game đã kết thúc ở đây rồi các bạn nhé. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo và các tựa game tiếp theo. Mình là Lucy, hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh nhé. Bye bye.